để đảnh lễ sư hay là mình xin gia nhập có sư ba đi bà luôn? này đã đảnh lễ sư này, nhưng không biết là các bà có nhập cuộc không, như là tôi là nhập cuộc luôn. Chú là sẽ nhập cuộc luôn, đi theo sư Minh Tệ để tu tập bản thân, rèn luyện bản thân và thực hiện là ba hành động luôn. Người ta làm được cái gì mình cứ học theo cái đấy. Thì ba cô là đi cùng ha. Ở đây là bố chặt của cô mình. Nhập cuộc thì bố chặt của cô vẫn về. Thì mình đi được tới đâu, khi nào mà đủ duyên xong rồi mình cảm thấy đủ duyên mình về. Đi bây giờ không cảm thấy không đi được nữa thì thôi. Mình có tập đi trước. Hôm nay bạn mình là đi mấy người từ Hà Nội không? 4 người. Đêm qua này các cô các chị rồi ở đâu ạ? Ngoài đường đấy. Vậy thì hôm nay một cái điều gì mà quá đông các sư, các ni, các sư, các ni, các Phật tử ở đâu mặc áo lam tới cả nhà. Quá đông rồi cả nhà. Để xem sư này là ai nha mọi người. Xem sư này ở đâu đấy nhá. Là đến hôm đến đây là cháu nghe nói bảo đến từ 12 giờ đêm ngày hôm qua. 12 giờ đêm hôm qua. Vâng, vậy thì hôm 12 rưỡi. Vậy thì từ lúc 12 rưỡi đến tận bây giờ sáng này thì các chú có đi ngủ nghỉ gì không hay là cứ ngồi đấy? Cứ ngồi mới đi lang thang ngoài đường. Trời ơi. Trời sáng để hỏi thăm. Vâng, là hôm nay thì ở trên sở dĩ đỗ ở cái điểm này ấy, là vì có cái chú lái xe, chú cũng bảo là có chú cũng có cái thông tin gì, chú bảo là sư là nghỉ ở khu vực này. Cái anh tài xế quanh đây. Vì là anh tài xế cũng theo dõi hành trình của sư rất là nhiều. Đâu bây giờ người ta chẳng theo dõi mà khắp trên cả nước là chắc là cũng nhờ các YouTuber như các chú này thì có được thông tin. Và hôm nay thì di chuyển quãng đường là rất là xa, gần 1000 cây số. Thì một cái điều gì mà chú với lại các cô muốn cái là gặp thầy Minh Tuệ? Chúng tôi thấy người khác làm được, chúng tôi muốn học hỏi theo đó. Là muốn học hỏi theo cái tu khổ hạnh của thầy Minh Tuệ. Là cái này không biết khổ hạnh đối với người này nhưng chắc gì đã khổ hạnh người khác. Vâng. Đấy, người ta đi người ta buông bỏ được làm sao gọi là khổ hạnh nhỉ? Dạ. Cái này là lúc đại này sớm ít ta. Cái này vô đi mọi người ơi. Qua wow, như bão hay sao rồi? Sớm mà bây giờ thì về gặp Phật ra. Gặp tu của mình khi mà có hôm qua vệ sinh đã xong xuôi hết rồi đi chị. Rất là đông con đến bây giờ đang sự mình tới. Mới xuất ra được khoảng 10 ngày nay. Rồi các sư chuẩn bị lên đường cả nhà ơi. Theo anh là nãy sư thầy Minh Tuệ đi đâu á? Đi đâu lên ta? Chắc đi sưng quá. Sáng nay là sư mới lên. Cũng có sáng giờ đi kiếm sư Minh Tuệ sáng mà không phải lắm giờ. Tại vì nhiều thầy trẻ quá nó cũng không tịnh đúng không? Nhiều thầy trẻ quá trẻ rồi, nhiều quá trẻ rồi. Anh đâu rồi? Hôm qua cũng mới đây mới giữ liền sư chỉ mới 21 tuổi thôi. Một cái cậu mà qua sinh viên năm 3 đâu? Thì đó, cậu sinh viên năm 3 đó. Có vô đây chưa? Vô đây chưa? Vô rồi. Đâu vậy? Ở trong cái gì? Cái sư kia là mệnh danh là cái gì van quên này. Cái gì? Cái gì van anh? Evan hả? Anan. Anan à? Có hình tướng giống sư Anan thôi nhưng mà tên là Duy Ngộ. Chuẩn bị lên đường nha, chuẩn bị các thầy chuẩn bị lên đường đi bộ hành và đẹp khách thần cho quý vị nhé. Đây đây sư đây qua đây sinh viên năm 3 này ơi, không biết là có đi nổi không đây.
biết là cái bộ lỗi không đây. Bác sư đang Trang đi tìm suốt cái hết các nghĩa trang suốt từ trên kia dưới này này đi vòng hết mà không thấy tìm suốt khắp nơi luôn đúng rồi thế là sáng nay gặp mấy chú con túi thì hỏi thì chú bảo chú cùng đoàn chú tống và thế chú dẫn đường đi vào đây à đấy là anh gặp là hộ pháp à hộ pháp đúng rồi chú sinh thì sư này rất là đặc biệt đấy nhỉ sư này phải nói mọi người là có bị biểu hiện lắm hiện lạ lắm cả nhà ơi. Đây quay chia sẻ cả nhà xem nha. Quá trời đông rồi. Đó, cả nhà đang ngóng chờ những cái thông tin từ phía bên này. Đây, coi các cô Phật tử chia sẻ đi. Ông Phật tử mình chỉ nên quay thoải mái mọi người. Mẹ vào đấy. Dạ, con nói nhưng mà chị đứng phía sau không? Đứng phía sau thôi, chị đang buồn. Kịp rồi đây là bà nội của cháu hả cô? Có bà có cái suy nghĩ gì mà khi cháu mình đi theo thầy không? Rất phấn khởi. À dạ dạ. Phấn khởi lắm. Được cháu đi là phấn khởi bà mừng lắm. Dạ. Cháu đi không, nó còn đủ duyên thì nó đi với thầy đúng, không đủ duyên thì nó về không phải dễ đâu ai đi dạ đúng rồi không, thì có gì đâu thì nếu mà đi. Không đủ duyên thì em nó bắt xe về bắt lại xe gia đình về lại. Nếu mà đủ duyên thì mình quan hỷ cho cháu đi với thầy luôn thôi. Dạ rất mừng á dạ bởi vì là bà phụ ở chùa mà dạ đây là bà nội ha bà ngoại ha bà là bà cũng bắt xe vào đây luôn hả? Thế là bà ngoại và mẹ. Chùa diễn quán. Dạ. Đây là cái trường hợp đầu tiên. Đây là cái trường hợp đầu tiên mà con thấy. Anh xin phép gì cả? Thầy đang xin phép gì cả? Khóc nghẹn ngào của chúng anh chị là có dặn dò là đi mới thì mang giúp vào. Để chai chân rồi sau đó được bỏ hết mới tập học mình phải nói là chị cũng nói là quan hệ rất là quan hệ cũng buồn thầy Minh Tuệ đang nói cái điều gì với lại thầy cả nhà căng đồng lắm cả nhà phút nữa thôi là các thầy lên đường cả nhà ơi, cả nhà chờ xíu nha, nán lại một xíu mọi người. Để em quay bên trong mọi người xem nha. Hoa xưa trắng này là chung với các thầy đó mà chắc nay không chịu nổi sao xin về sao rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ là đang rất là đông rồi cả nhà, 700 người cả nhà ơi, đông lắm.